lạ lẫm quá. Lạ lẫm thiệt. Ừ, kiểu là mình kiểu như người gần luôn á. Ờ, kiểu là mình ở nhà riết cái mình bị quen á chị em, rồi cái mình không biết là à, khi gặp bà mình quay cái gì luôn. Ở gần đây bà ngủ qua đang gì? Ủa ai ngủ má? Ủa tôi nghe có tin đồn là đâu chơi nhau đâu, bà tự bà lết qua đây chứ ai ngủ nào? Ờ thì tôi tự lết qua nhưng mà ai đồn? Ai đồn chơi nhau nữa? Trời ơi chơi bình thường mà. Mấy bạn đồn nhiều lắm luôn. Kêu người là Linh nghỉ chơi với Vi, Vi nghỉ chơi Linh rồi. Bà kêu người đó ra đây nói chuyện cái coi, ba mặt một lời coi. Anh Quy Phim kêu đi. Kêu đi, kêu mấy bạn nó ra đây nói chuyện coi. Chung là hôm nay Linh và Vi rất là nhiều món độc lạ ở trên bàn này. Thì mình sẽ làm một cái món đó là bánh tráng. Bánh tráng. Cuộn xúc xích. Xúc xích. Lắc phô mai. Lắc phô mai. À đó là mình sẽ có 3 món cho ngày hôm nay. Ủa một món. Trời ơi, 3 nguyên liệu gồm vô một món nha mọi người nha. Dạo này không quay vlog mọi người cái bị liệu thôi, bị liệu xem rồi. Ok, bây giờ đầu tiên mình sẽ lấy bánh tráng ra. À, cái món này khá là đơn giản là mọi người có thể ăn giặt nè, hay là ăn chơi, hay là ăn thì cũng được. Nói chung muốn ăn gì ăn, miễn ăn là được, hiểu không? Muốn ăn phải lăn giặt. Ăn giặt thì ăn ít, còn ăn no ăn nhiều. Thì ăn nhiều nó mới no. À. Đâu đi Đà Lạt làm gì má, lên chợ anh ăn bánh tráng nướng nhìn bánh tráng thèm lắm, bồ quá mọi người, chứ được đi hoài tỉnh khác luôn mọi người, để mọi người nghe được chữ mọi người không à, dạo này mà nói nhanh lắm mọi người, tôi mọi người đuổi nó về đi, đuổi về đi anh, biết sao không, hổm rài ở trong nhà lâu quá Linh biết không, cái hôm nay được thả ra được cái bị tăng động, nhưng con điên bán chú chiên, đáng lẽ phải làm món chú chiên thôi nè. Bây giờ mình sẽ cuộn nha mọi người. Cuộn. Cuộn. Cái món này chưa làm xong mà tôi nhìn thấy là thấy hấp dẫn, thấy ngon rồi đó nha. Thêm bột phô mai lắc luôn. Đó, bột phô mai luôn. Trời ơi, phòng lên giùm con đi trời. Không thấy phòng mà thấy sẹp. Ê vậy mà nó có kiểu xích cái nó phòng. Ê, dính vô luôn này. Rồi, mình cứ chia vậy nha mọi người. Đó, cái này là gọi là sụt xịt lạc phô mai. Yeah. Ủa nó dính dữ vậy ta, cho bánh tráng. Ừ. Trời ơi, người ta làm đẹp quá à mình vậy nè. Chết rồi, thôi bỏ xuống. Rồi mọi người ơi, để chiên xong rồi mình cho coi mọi người coi thành quả nha. Mình chờ đợi đi. Mình chờ đợi đi mọi người. A few moments later. Đó, cái món này mọi người có thể làm tại nhà rất là ok luôn. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình gắt lên sơn nha. Gắt như gắt muối vậy lắm. Trong gắt ra cái gì đó. Sao gắt không được vậy? Đó, mọi người gắt phô mai như thế này giống như là đồ chiên mà lắc phô mai vậy đó mọi người. Từ từ, ít thôi. Ít. Có nhiều quá, để thử. Em phải thử. Thử nó lại không, lỡ nó mặn chát thì sao? Trời, nói chung là cái dĩa này nhìn khá là ưng mắt luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ăn. Hey, sau nửa tiếng đồng hồ làm thì cuối cùng cũng được ăn rồi. Yeah. Ăn. Khoan, cái này giống xích. Khoan, đừng ăn. Cái gì? Đừng ăn sợ mà. Trời ơi, xích phẩm. Tại sao một cái món ăn ngon như vậy mà lại thiếu được cái món quan trọng như vậy được? Trời ơi, thắng từ đó, không. Lập vô không quảng cáo nha. Rồi ok. Ủa này mới cái này tương cà. Trời ơi, cho bé lấy tương cà đi. Ờ, để bà lấy tương cà mà. Chán rồi, ở đây nè, bông chen. Ủa giờ gỡ sao? À mình gỡ rồi. Còn tương cà mới mua không ăn luôn, bởi vì chưa gỡ. Rồi đây bây giờ mình sẽ trang trí. Trời. Đó, đẹp cho mọi người. Trang trí thì đâu nhìn cái dĩa như cái thiên hiền vũ trụ vậy. Ủa, cái này dễ trái tim được không? Tương cà sao nghe mùi me. Tương me hả? Trời. Để cho người ta lỡ người ta không ăn tương ớt thì người ta không ăn. Linh ăn tương ớt nhiều lắm nên Linh ăn được. Bởi vậy ăn liền. Trời ơi, mình nói rồi mình ăn nè. Trời ơi, đẹp quá, cái dĩa này là vàng banner luôn. Trời ơi, đói bụng rồi đó. Về là về thử ăn cái xỉn nắp này. Đây là xỉn nắp phô mai đó. Trời ơi, giòn quá. Y chang như thì nắp mình mua luôn. Nó có bụng phô mai. Ngon lắm, ngon lắm. Trời ơi, tôi bước sẹp. Thôi, cái này bị sẹp mà không chơi. Cái nào mà giòn giòn á mọi người. Ngon lắm lên thấy không? Y chang như bánh xì nách mình ở nhà mình ăn vậy á. Hay ha. Bánh tráng cuốn lại chiên lên là ngon lắm. Ủa y chang luôn á. Y chang luôn. Có ngon vị phô mai nữa là nhà bán chị nách là lấy bánh tráng gọi là chè nách phô mai. Chè nách phô mai nè. Và bây giờ mình sẽ ăn thử cái sốt xích với lại phô mai và bánh tráng nha. À, mình chấm nữa mọi người. Mùi. Mọi người bám cháy. Yeah. Cái món này ngon quá. Cái này nó ngon lắm nè. Cái gì ngon? Ngon. Ngon. Chua ngọt. Chua ngọt. Nghĩa là bạn phô mai với nước me vậy trời. Đó hả? Ai biểu nghe không được, mọi người không được. Ăn gì không được,
thôi mình ăn thôi. Ủa giống như bà vụ tôi vậy. Đây là chuột bạch. Kén ghê. Không, đây là thỏ bạch. Thỏ bạch. Trời ơi. Nhất là cái quất phát coi. Hỏi cái chấm lộn đó nè. Chơi 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 chơi. Ngon lắm luôn, cái chỗ cái món này đỉnh thiệt mọi người. Mọi người có thể làm ở nhà nha. Ngon quá vậy. Ngon quá. Rất là ngon. Ở ngoài thì giòn. Ngon. Ở trong thì thơm xúc xích. Nè. Có rất phô mai và mặn ngọt ngọt. Này gọi là món ăn giặt siêu đỉnh cao. Ok. Thì lên nhé Vy. Để ăn xong đã. Mày để tôi nói cho nè. Linh Duy đã thực hiện xong cái món này và thử thách cũng thành công, nói chung không theo lắm. Đúng mà 70% cũng ngon, 9 điểm. 9 điểm bộ, ngon bộ. 9 điểm nè. 9 điểm. Rồi, thì chấm nước tại đây nha mọi người ơi. Tại vì xong hết trơn, trời trời ăn cũng xong đừng gời đó. Đúng rồi. Các bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh Linh Vy nghe. Ok, và mọi người có cái ý tưởng nào mà hay đó là hay thì nhớ comment phía dưới lên Vy sẽ thực hiện. Ví dụ là một cái món nào đó mà đang hot trend thì nhớ comment phía dưới luôn nha. Mình đọc hết đó chị em rồi, ok. Bây giờ thì bye bye. Mở cái bao ra đi để xem ở trong coi gì. Có hành thánh. À hành thánh. À, mọi người cứ ra chợ mua một phần hành thánh như thế này, giá rất là ok và ổn áp luôn nha mọi người. Cái này là cái miếng cuốn hành thánh chứ nói phần hành thánh, cho mấy bạn chạy ra chợ cô ơi bán con phần hành thánh, cái xong ta bán hành thánh ngon như thịt á. Đúng rồi, đúng rồi, không được. Cái này là mọi người phải nói là hành thánh sẽ sống dùng để làm đồ ăn. Hành thánh đúng rồi. Còn không biết. Rồi cái này là phải gỡ ra từ từ mọi người, tại vì nó là bằng bột á nên nó khá là bị mỏng. Tiếp theo có xúc xích. Đó, xúc xích. Xúc xích thì mọi người cứ mua xúc xích nào cũng được. Trời tại vì bự vậy. Thì bự vậy mình dễ cắt ra. Mình cắt ra nó mới nhiều rồi, thôi bà Linh. Đó, quá đã luôn. Bây giờ mình công đoạn đầu tiên là mình sẽ gỡ xúc xích ra đó bà Linh. Gỡ xúc xích. Đây rồi, gỡ xúc xích. Trời ơi, lần đầu tiên thấy xúc xích nó bự như vậy. Còn phô mai bự luôn. Chính mình mới gắp. Đúng rồi. Đó, cái món này đơn giản lắm, các bạn có thể làm. Trời ơi, nhanh lắm. Nhanh lắm luôn, đây. Nhanh lắm. Gỡ xúc xích xương xương. Rồi mình cắt đúng không? Đẹp, đúng rồi. Đó. Rồi, đây, mình sẽ xếp hàng các bé lại. Đúng rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nhân 3 là được 18 cục. Ok. Wow. Bây giờ mình sẽ tới công đoạn là cuốn nó nè. Đúng rồi, cuốn á thì mình cuốn. Sẽ lấy hai cái miếng này mình cuốn với cái xúc xích. Trời nó mềm á ha. Dễ thương. Nhẹ nhẹ. Cái này là cuốn theo cái kiểu mà dạng như cái cục kẹo bà Linh. Đó, mình để như thế này vô xong cái mình cuốn lại như vậy. Đó, cuốn tròn xong cái quấn kẹo. Ê, từ từ nghe nó dễ gách lắm á, nó mềm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sao tôi quấn kẹo thấy gớm vậy trời? Vậy nên mà cục bự quá đó. Đúng rồi, ê vậy lên thử quấn coi lên. Ê, được này, được này. Nhưng mà nhìn cái đầu nó mất cực. Xấu à. Đây, mình cục nhỏ hơn nè, để đúng rồi nè. Đó, mình sẽ quấn. Đúng rồi, xong cái mình quấn vô. À kiểu là mình gấp theo cái tay mình cũng được á. Đó, nói chung là nhìn miệng giống cái cục kẹo cute hột me là được cho chị em. Rồi, nhìn cute vậy thôi. Quấn cái nữa hả? 2000 years later. Ui, trời ơi. Tự nhiên nãy bỏ thử miếng hành thánh vô cái tự nhiên cái nó cho dẹt đi đâu á là cái đường dầu đi theo. Tôi hiểu rồi, chắc nó có bột ở trong. Đúng rồi, bây giờ hả nó đã sôi sương sương bây giờ sẽ bỏ vô. Vô đi đổ dĩa bên kia đi. Đúng rồi, đây bây giờ hôm nay Vy sẽ vào bếp để Vy chiên. Tại vì ngồi bên đây mọi người. Ủa sao nó xè xè lên lên. À xè ơi xè ơi. Đây là những viên kẹo cute hột me mình cứ chiên sương sương như là mình chiên cái viên chiên vậy đó mọi người. Yeah. Mình bỏ vô như thế này. Đó, bắt đầu lên dĩa liền em ơi. Bây giờ quan trọng là mình đợi cho nó chín và nó vàng đều là ok. Chút. Trời ơi. Nó giờ bắt phá rồi đó mọi người. Chứ cái này nó đâu có dính được đâu, nó chỉ dính lên được rồi. Đó rồi, bạn thấy không? Bột không? Bột dính tè le vô cái dĩa bếp của người ta luôn rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Wow. Vậy là cuối cùng mình đã hoàn thành xong cái sản phẩm nhưng mà còn thiếu một món. Gắt phô mai. Bây giờ bà Linh với bà Gia sẽ gắt thôi. Bà Linh gắt nè bà Linh. Lẹ lẹ còn ăn nữa. Ê, tôi thấy cái bịch phô mai này 80 tập rồi, nó vẫn còn quá Linh. Ồ, nó nhiều mà. Nó bự dữ luôn mọi người. Đó, cái này là phô mai, gọi là phô mai mặn luôn nha. Khi mà gắt lên ăn chung với lại xúc xích và hành thánh là cực kỳ là thú vị. Yeah. Rồi, mày gắt rát rát. Trời ơi, công nhận cái màu phô mai này đẹp ghê. Trời ơi, những cái gì hấp dẫn liền đúng trời. Là lên phô mai phát là khác liền. Rồi, tí xíu mình sẽ ăn thêm với lại tương ớt và sốt mayonnaise nữa là ta nói là mà lem dữ luôn. Ôi ôi ôi, lẹ, ăn ăn nè. Trời ơi, mình vô. Ăn cái hoành thánh kẹo này. Hoành thánh kẹo hả? Đúng rồi, hoành thánh kẹo phô mai đây. Trời ơi, mà cái kẹo này bị lòi, cái này da không đẹp, mình lấy cái mới lại nè mọi người đó. Trời ơi. Ghim vô một phát là ta nói là sử dụng cái người lên luôn, quá đã. Rồi, bây giờ bà Linh ăn nào? Ăn cục này đi. À, bà Linh ăn cục hoành thánh. Chứ bà Linh không có ăn cái cục kẹo. Rồi, ok, mình sẽ thử. Ừ, giòn dữ Linh. Ôi. Đúng rồi, bà phải ghi cái xúc xích á.
Đó. Bây giờ Linh và Vê sẽ chấm thử với lại tương ớt và sốt mayonnaise mọi người đó. Đây, chấm. Sò con bò. Trời nó giòn dữ thằng lô luôn. Nghe gợt bờ bờ lắm. Nhai là thấy nghe phê đó. Này cái lớp bột ở phía ngoài ngon à. Rồi nè, cắm vô xúc xích nè. Giờ cắm vô xúc xích nha bà. Lớp bột ngoài lạc đúng không? Đúng rồi, lạc lạc. Rồi phải chấm này. Chấm nó ngon hơn. Thì chấm ngon hơn. Đúng rồi, lớp bột hơi lạc vì bạn ăn xúc xích còn nó ngon. Trời ơi, giòn không? Kìa, xúc xích. Trời ơi. Thơm lắm mọi người, tự nhiên ăn chi cung kèm với xúc xích đó. Nó hơi cái vị xúc xích lên như xúc xích chiên vậy lên. Đúng rồi, ngon dữ luôn. Đây, mình sẽ quất cái cục này. Hả? À, lên ăn cái phần mà có phô mai lên. Ngon dữ không? À, cái chân cắn vô cái nẻ. Trời ơi, cái hấp phát rồi. Không có bị theo ly luôn. Ngon nha, ngon nha. Quá là được luôn. Ai quất cái rồi. Cái kiểu nha mọi người. Đang ngồi cái coi TV hay nhạc á. Cái gì trời? Cổ mêu, cục mêu rồi. Trời ơi là trời. Còn bây giờ em đây bị đau răng mọi người. Đến nhà em đây không được, ở nhà em đây. Trời ơi là trời, su cà na ghê mà mình ráng mình ăn xíu. Có vị phô mai vô làm như là nó ngọt ngọt mặn mặn hơn, ngon hơn á. Nó giòn dám ăn luôn á. Ngọt ơi, mời em nữa hả? Trời ơi. Các bạn có thể thử ở nhà đảm bảo là không thất vọng. Cầm tay ăn cho ngon. Đúng rồi. Khỏi gì kèm dĩa, kèm giả hay cho. Nĩa ăn khó chịu lắm. Mình ăn giản dị thôi chị em đúng không ạ? À, ăn không cái hơn ngon. Trời ơi. Các bạn thử cái đường thống rồi. Ok. Gỡ nhai hết là trời ơi. Nhai là sữa luôn á. Rồi. Ngon quá à. Bây giờ mình sẽ lấy một cục nè. Đúng rồi. Xúc xích còn nóng luôn á. Trời ơi là trời, hôm nay bà Linh mới làm gì mà đổi dở vậy trời. Nay quê Vi hết quậy tới Linh rồi. Quậy banh nhà luôn chị em bà vô nè. Vô. Đây. Ngon ngon quá ngon. Trời ơi, nó nói là mình lem dữ không? Trời ơi, nghe tiếng gợp như là bánh thì nát hết lên. Đó. Hê luôn á. Xúc xích cực kỳ thơm luôn, tại vì nó đang nóng nóng á mà chiên xúc xích lên nữa, ngon. Mình thì đang ăn cái vỏ thì chưa vô xúc xích. Nhưng mà cái vỏ thì nói chung là nó lạc nhưng mà nó rất là đúng giòn rồi. Mình chấm với tương ớt thì nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt. Hào quay hơn đúng rồi. Đây, bây giờ mình sẽ ăn tới ở trong nè. Ha, xúc xích đây. Uống vô miếng nước vô là phê dữ luôn mọi người. Trời. Đảm bảo là chị em phải thử cái món này ở nhà liền luôn. Tại vì cái món này cực kỳ là thú vị và ngon lành. Mà tính ra chiên vậy mà xúc xích ở trong nó cũng vàng chứ bộ. Đúng rồi, nó chín luôn mọi người. Rất là ngon luôn. Phải là đỉnh cao. Bạn thử miếng nữa mà hả? Gắt full phô mai coi. Ôi. Đúng rồi, ngon dữ luôn. Vì thế mình đánh giá thì có phô mai nó sẽ ngon hơn. Đúng rồi, có phô mai mà lem luôn. Đâu giờ lên chọn nào. Nãy ăn cục này rồi, giờ ăn cục kẹo. Cục kẹo nhỏ nhỏ đi. Ok, nhỏ nhỏ đi. Rồi bây giờ bà Vê sẽ gắp phô mai lên cho bà Linh nha mọi người. Đó, nghe là mình gắp full topping, mình gắp full phô mai. Đó, vậy mới đã Linh ơi. Trời ơi, phê dữ luôn mọi người. Trời. Ăn xong là béo lắm nha bé. Ăn xong là béo. Béo. Đó, Linh cực kỳ thích ăn tương ớt, bởi vậy thấy ba chấm tương ớt không mọi người. Đó. Ê, ăn đừng có văng cái bột vô mặt tôi luôn nha. Sao vậy? Giòn quá hả? Trời ơi. Giòn. Trời ơi. Rớt phô mai rớt chưa luôn rồi. Hello. Xin chào tất cả các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Linh Vi Official. Đó thì hôm nay là Linh và Vi lại đứng ở đây để một cái bát rau khá là mới lạ đúng không mọi người. Tất nhiên là bát rau lạ thì phải đi chỗ lạ đúng không? Bởi vậy hôm nay Linh tự nhiên cái rảnh rỗi rủ bà V qua đây chi vậy? Rủ bà V đi ăn kem trộn. Cái gì vậy mà có bị hiểu vậy? Bà nghĩ thì sao ăn kem trộn? Kem trộn á lạ hả? Người ta xức lên da tay chân cho nó trắng nè, ai mà đi ăn như bà? Đầu óc hường khè với suy nghĩ hường khè. Ủa tự nhiên cái hường khè là sao? Chị nói vậy đó ai hiểu. Rồi. Có nghĩa là gọi là kem trộn thôi chứ đâu phải cái kem xức đây đâu trời. Ủa chứ kem trộn là cái gì? Là lấy cây kem trộn vô ăn. Ủa ngộ vậy? Nó TikTok đó. Nó lấy cái kem bỏ vô xong cái dầm ra đó. À cái hộp á mà mình mua kem mình để vô mình trang trí sương sương đó hả? Ừ. À gọi là kem trộn mà mình mua ở đâu ta? Là mua đâu tí biết. Ờ là tí biết luôn. Ừ. Đi rồi, nè, bây giờ okay là đi nè. Đi luôn mọi người. Vậy hôm nay Linh và Vy sẽ lết ra ngoài đường để mình kiếm một cái món kem trộn mình ăn ha. Ok. Trước khi vào clip thì mọi người nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của hai bạn nè. Ok. Và các bạn đừng có quên các bạn trên Facebook Nguyễn Diệu Linh. Rất Nguyễn Phạm Tường Vy. Ok. Còn bây giờ thì đi. Đi. Rồi xuống lên, xuống lên. Đây, gì? Sao? Đi lên đi. Ủa sao vậy? Chưa đóng cửa má, từ từ. Ủa, là tưởng mở cửa vậy luôn. Ăn cái khoái lắm. Mắc cửa đi mà Linh.
đâu quá. Ủa sao ông để gửi thì đi luôn, khoán chi cho cực vậy? Về là còn cái nhà không. Ờ ha. Đi đi lẹ lắm, lẹ lẹ lẹ. Làm như bị nhiễm game hay gì lắm. Alo. Coi đâu rồi. Trời ơi là trời luôn. 3 hours later. Ủa Linh, tôi dẫn bà tới cái chỗ này rồi nè. Bây giờ kiếm một cái hộp nào đó để mình đựng kem đi. Thì tôi đang kiếm. Cái hộp này luôn. Cái hộp nè. Ngon luôn. Hộp này nhìn cũng ngon á, nhưng mà hơi bự nha. Cái này là còn 10 cái kem mà sao tôi ăn hết nè. Nhưng mà kiếm nào nhỏ nhỏ thôi. Dễ thương thôi, nhỏ dễ thương nhỏ dễ thương thôi. Ê này đi. Rồi cái đó đựng có 2 cây kem, ai ăn ai nhịn bà. Cái nào vừa vừa đi. Định kêu chị với em ăn thôi. Cái nào mà vừa vừa đó đúng không? Vậy hả? Ừ, tươi tươi chút kiểu. Đợi xíu, để Linh ra tay. Trời, bà nghĩ gì dữ vậy trời. Cái chảo. Tính làm kem chiên hả? Ừ, thôi bỏ luôn đi. Tôi đã nghĩ một cái hộp gà, tôi giả bộ tôi hỏi bà vậy thôi. Thật cho ăn chảo quá. Đây, đẹp chưa, đẹp chưa. Đây, yeah. Cái hộp này mình có thể sau khi ăn kem xong rồi nó rõ thì... Ê, cái hộp này giống như hộp hay đựng đồ, đồ ở nhà. Ừ, làm móng tay rồi á. Ừ, đúng rồi, giống như hộp neo á. Ờ, hộp neo. Tự nhiên món này đựng kem ăn á. Ờ, tại vì tại thấy nó có chiều sâu với lại nó có cái chiều vừa đủ để mình đựng kem á. Ờ, thôi, 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 lấy đại, lấy cái nào được, có đựng là được rồi. Thôi, đi, lẹ, lẹ, đi. Mệt quá. Giờ đi đâu nữa? Tìm một bánh. Hip hop neo và bánh. Đây, thấy rồi. Mình sẽ mua bánh Oreo. Oreo. Ủa, bánh gì vậy? Để trang trí lên. Trang trí nữa hả? Ừ, cho nó ngon. À, là ăn kem kèm chung với lại bánh Oreo nữa. Ê, bánh nó có nhừng chocolate nè. Có nhừng khoai môn. Thôi, không ăn khoai môn đâu. Rồi, ta nhà nha. Yeah. Không, cái nào phải là nhân khoai môn, biết nhân gì không? Gì vậy? Nhân kem lạnh. Ồ, ừ. Tiếng Trung không phải má ơi. Ice cream. Việt Quốc. Đúng rồi, Việt Quốc. Với lại kem bình thường lấy nè. Thôi lấy Việt Quốc đi, cho nó lạ. Đi ngay. Tăng 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 tăng. Cái gì vậy? Đây là kèo mập ba lon. Đúng rồi, mình có thể mình trang trí lên thì nó lại ok luôn. Lấy hải này. Tập này hơi bị béo nha. Trời ngon lắm mọi người. Trời không chờ cái cảnh đó mà mình sẽ dầm kem ra mình ăn. Bánh mặn. Trời ơi, tào lao ăn kem ăn bánh mặn. Tôi nghĩ bạn nên lên đây. Trời ơi, lên đây là quá trời một cái vàng sô-cô-la, sô-cô-la quá đẹp luôn Linh. Trời ơi, cái hộp kem này chắc bánh tráng. Nếu dự ý, tôi nghĩ là nên mua một cái viên này. Tại vì viên này nhìn giống như cái mấy viên sô-cô-la mình trang trí lên kem. Yeah. Kem dầm đây, kem trộn. Ui,
cuối cùng cũng đã hoàn thành xong một cái này kem tròn, cái hũ kem tròn của mình đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí sương sương. Đầu tiên là mắt bơ lơ, mắt bơ lơ, bơ lơ, bơ lơ, bơ lơ. Trời, mắt bơ lơ này mọi người có thể dùng cái mắt bơ lơ mà nó đủ màu đẹp hơn. Ở trong đó thì nó không có bán đủ màu nên bà Vê sẽ dùng cái màu trắng, cái màu hồng nha. Này chắc để xung quanh hay lên? Để xung quanh đi, xung quanh cho đẹp. Ăn vô một cái là ta nói là thấm đậm tình quê hương liền luôn. Trời ơi, quá đã. Rồi xong. Mình sẽ để Oreo. Oreo nha. Bà này quá bị bể rồi. Oreo này là Oreo kem lạnh Việt Quốc nha mọi người, rất là ngon luôn. Ê, mình để một cái nó ra cái kem lạnh. Ok. Ôi đẹp quá. Xinh xẻo nồi canh. Và cái cuối cùng sẽ là cái này sô-cô-la Milo quá. Ừ, vậy đi mọi người. Sô-cô-la Milo. Thơm quá nên bây giờ đổi nha. Đổi vô. Trời ơi. Full topping mọi người ơi. Yeah. Quá đã. Oh my god. Wow. Nhìn hoài ăn đi. Bị đơ mất mấy giây á mọi người, tại nhìn nó mà lem quá. Đơ từ cái lúc mà nhận 6 cây kem tới giờ. Trời ơi, từ bữa tới giờ lâu lắm luôn, mình mới được bắt chim sắp đó mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ôi, ngon lắm, nhìn là thấy ngon mà ăn chưa biết sao đây, ăn thử. Ừ đúng rồi. Thấy gờ nguyên một cái hộp tổng quan á là nó lạnh luôn. Đúng rồi mát. Mát lạnh mùa hè này. Bây giờ mọi người thấy không? Đây nè kem nè mọi người. Trời ơi. Thơm quá. Cảm nhận dầm nó ngon thiệt, giống như là nó hòa quyện với cái bánh nó lên. Ngon quá. Rồi cái món này công nhận là mấy bạn nghĩ ra hay thiệt á. Ngon dữ lắm luôn. Thêm một bình nữa. Mình sẽ ăn thêm một cục sô-cô-la. Đó. Mắt bơ lơ. Đây. Mắt lạnh luôn. Bảo à. Cái kem thì nó lạnh lạnh lắm à. Còn cái bánh nó giòn thì nó giòn cấu luôn nha, giùm giùm đi á. Đúng rồi. Bỏ thêm mấy cái bánh này ăn vô cho nó có nhiều vị. Đúng rồi, ngon ghê. Ê mà công nhận cái mắc bolo ăn với kem này cũng ngon dữ luôn á. Lên ăn thử em đi ha. Ờ nó ngọt ngọt thơm thơm ghê luôn á, nó mềm mềm nữa. Đây, mình sẽ ăn thử một cái mắc bolo thử coi. Ăn chung được không nha. Trời ơi cái gì vậy, ngon quá giật mình hay gì. Đúng rồi. Thử cái thay hả? Chứ sao. Bà mà tôi sao tôi hiểu được. Ngon giật mình luôn á. Ngon, mình sang trứng đậm bò hồ đó. Cái này là sô cô la ăn với kem thôi nha mọi người. Sô cô la. Đó, đây. Mà lem dễ thở trời. Đúng quá à. Nó hợp vị ra ta. Đỉnh. Ngon quá mọi người. Quá đỉnh luôn. Rồi. Thò khỏi phải bàn. Ngon khỏi phải bàn quá quá. Vậy thò. Ai đã đóng lại gì nha. Dạ hả? Để anh gì nha. Để em ăn đi chứ chị. Đó, mình về nhà mình ăn đi thì ngon đi hả? Bậy. Ăn gì? Rồi, cách em tính xách cái thùng làm neo đi về thôi. Thôi bây giờ thì Linh với Bì cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha mọi người. Tại vì hồi nãy giờ mình đã dẫn mọi người đi ăn cái món kem trộn của bà Linh giới thiệu. Ok, và các bạn thích cái clip như thế này thì các bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe ủng hộ hai đứa mình nha. Đúng rồi, và mọi người có những cái ý tưởng nào đó mà hay thì comment phía dưới luôn để Linh và Bì thực hiện cho mọi người xem. Okay. Còn bây giờ thì...